Theo nhu cầu của anh khách thì em lên cho anh cái một cái âm ly ở đây, nhưng mà anh yêu cầu là phải thật là nhỏ gọn vì diện tích phòng nhà anh với cả cái kệ anh để, anh bảo là càng mỏng càng tốt. Đấy, miễn sao lại nghe nhạc qua điện thoại được, nhưng mà phải là âm ly không chứ không phải là theo cái giống như kiểu những cái cục công suất mà em hay đưa cho mọi người là nó bao gồm cả băng cả đĩa các thứ, tức là yêu cầu là chỉ âm ly không thôi. Đấy. Ở đây nhá, một cái thớt âm ly của Kenwood có mã là SA7 cho anh này. Chiều ngang của thớt ở đây là khoảng 20 cm nha anh nhá. Độ sâu của thớt thì cỡ tầm 23 và chiều cao của thớt thì cỡ tầm 7 phân. Đấy. Theo đúng nhu cầu của anh khách luôn, mà không phải anh mà mấy bác khách cũng gọi điện qua hỏi cơ, là những cái loại mỏng mỏng nhá. Đấy, siêu mỏng cho anh luôn. Trông vậy thôi nhưng mà thớt này là thớt âm ly thế nên nó rất là nặng nha các bác nhá. Nó nặng hơn so với cả những cái thớt mà có cả tích hợp cả băng cả đĩa, những cái cục mà công suất các thứ mà em hay quay ạ. Đây ở phía đằng sau có rất nhiều cổng kết nối cho anh luôn này. Ở đây cổng kết nối điện thoại là CD này, tape AUX này, MD này. Đấy, được chưa? Đấy, đài chỗ kết nối anten nghe đài FM AM cũng có đầy đủ luôn. Jack kết nối loa, được chưa? Đây, Kenwood này sử dụng điện 100V. Công suất của cục là 35W nhé anh nhá. Cái này thì thực ra thì với đây là mini, nó ghi là 35W thôi. Nhưng mà anh kéo loa chẳng hạn, kéo loa mini cho em cỡ tầm loa mà cao dưới tầm 30 cm, 100W một loa, tổng hai loa là 200W thì nó vẫn kéo được nhá. Chứ cái này thì cũng không quá ngần ngại về cái phần công suất của cái cục này đây không đâu. Không nhiều bác lại thấy 35W lại nghĩ rằng nó không kéo được những cái loa thông thường ấy. Bởi vì đây nó là nguyên là cục âm ly không, nó sẽ khỏe hơn so với cả những cái cục mà nó tích hợp cả đĩa rồi cả MD, tức là khi nhiều chức năng hợp vào một lúc thì cái công suất của mình nó sẽ phải tản ra cho những cái bộ phận khác đúng không ạ? Còn đây là nó giống như kiểu là một cái bộ dàn nó có nhiều thớt ý, thì mỗi thớt nó sẽ cũng có một cái công suất riêng, khi mọi người gắn vào thì nó sẽ tổng cho cả cả cái công suất của cái âm ly này nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với cả những cái cục công suất mà tích hợp kia, thì công suất của nó phải lớn để nó chia ra cho những cái công suất của những cái thành phần kia khác nhau, thế nên là những cái này thì kéo loa vẫn vô tư luôn nhá. Đấy, ở đây thì sử dụng đơn giản rồi, nút nguồn này, được chưa? PoA, cái này thì sử dụng theo cái phần mềm này nên tiếng của nó cũng hay hơn một chút này. Input là cổng đầu vào, chuyển các chế độ đầu vào này, được chưa? Đấy, ở đây thì em đang để cổng CD. Đấy. Để em sẽ mở to nhạc để anh nghe được chất âm của cái thớt này luôn nhá. Cái này thì có chỉnh bass cho mình, có hai chế độ này, tăng bass 1 2 nhá. Đấy, muốn nghe nhiều bass thì anh có thể tăng lên. Đấy, tắt này. 1 này, 2 này. Đấy, nghe nó rất là mạnh vào cái bass luôn.
Với những cái âm ly này thì nhạc của mình thì nó sẽ rất là dễ nghe từ nhạc vàng này, nhạc trẻ này, đấy. Hay là như đấy thì em đang mở một bản nhạc về miền Tây. Đấy, với những đây trên đây thì nếu như các bác xem kỹ thì cái bộ nguồn của nó rất là to này, lưới tản nhiệt của nó này. Đấy, tản nhiệt ở đây thì nó thuộc dạng xương gang đúc ấy, nên nó sẽ hoạt động tốt cho cái âm ly này của mình. Đấy, âm ly này nhá, hôm nay em để cho các bác giá là 950, đấy xả luôn đi. Còn nốt một chiếc đấy, nhiều bác hỏi quá nhưng mà hiện tại thì lần trước thì vẫn cứ để một chỗ vào thôi. Khi nào có cái gì thêm thì quay lên, nhưng mà thôi, đây còn mỗi một chiếc em xả nốt nhá. 950.000 cho mọi người. Chứ còn những cái thớt âm ly này nó thuộc kiểu của bộ dáng các thứ đời nó cao, tiền của nó cũng cao lắm. Đấy, bác nào lấy thì liên hệ với em nhá. Số điện thoại với em là 0966 594-81, địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hiện tại thì đúng là chỉ còn mỗi cái thớt này thôi, nên mấy bác mà đang hỏi những cái loại mỏng mỏng ấy thì hôm nay em xả nốt thì lấy luôn nhá, chứ đợt sau thì chắc chắn không có đâu, bởi vì những cái này toàn là của thớt dàn các thứ ấy, mà nó về cùng dàn thì mọi người biết ấy, không không thể nào mà bán nguyên được cái thớt âm ly này. Nhiều khách, rất nhiều khách bên em qua cứ hỏi những cái thớt vào, nhìn cả một bộ dàn của nó, hỏi anh chỉ lấy nguyên thớt này được không em? Trời ơi, làm sao mà thấy được ạ? Đấy, thế nên là rất ít cơ hội để có những cái thớt lẻ như này nhá. Nếu bác nào lấy thì liên hệ trực tiếp em. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người tại video tiếp theo.